Kính thưa đại chúng, biết năm 2013 nó đi đâu rồi. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tĩnh sống thường trong khóa ăn cư kết đông 2013-2014. Trong 2013 chúng ta đã có hành động. Mỗi ngày chúng ta đều có chế tác hành động hết. Chúng ta tư duy, chúng ta nói năng và chúng ta hành động. Cái đó gọi là nghiệp karma. Và cố nhân là trong năm 2014 chúng ta sẽ gặt hái những cái nghiệp nhân mà chúng ta đã gieo trong 2013. Và vậy cho nên 2013 nó cũng còn tiếp tục dài dài. Chưa đi đâu đâu, chưa đi hết đâu. Và chúng ta phải làm thế nào để cho những cái tư duy của chúng ta năm nay á, nó có màu sắc của chánh tư duy. Tư duy mà có hiểu và có thương. Để chúng ta gieo những cái hạt giống tốt trong suốt năm nay. Và chúng ta sẽ nói năng như thế nào để những cái lời nói của chúng ta, những cái lá thư của chúng ta nó mang được cái tính chất hiểu và thương. Cái đó gọi là chánh ngữ. Và chúng ta làm sao để trong suốt năm nay chúng ta chỉ nói những cái lời như vậy thôi. Chỉ nói những lời như vậy thôi. Thà rằng không nói, mà hãy mở miệng ra là chỉ nói những lời có hiểu và có thương thôi. Để rồi chúng ta sẽ gặt hái những kết quả tốt. Chánh ngữ, right speech. Và cũng trong năm nay chúng ta nguyện rằng là những cái điều chúng ta làm bằng cái hình hài của mình trong việc ăn uống, tiêu thụ, làm việc, chúng ta làm như thế nào để mỗi hành động chúng ta nó có cái chất liệu của hiếu và của thương. Đó gọi là thân nghiệp, bodily action. Và chúng ta biết rằng đó là một lối gieo hạt, và chúng ta gieo cho nhiều những cái thân nghiệp như vậy rồi chắc chắn chúng ta sẽ gặt hái những cái hoa trái tốt đẹp cho năm nay và cho sau năm. Mình nắm cái vận mạng của mình ở trong tay. Lần mai chúng ta có cơ hội ngồi với nhau trong cái thời khóa của lần mai. Mỗi ngày chúng ta có cơ hội ngồi với nhau, ngồi nghe pháp thoại, ngồi thiền, ngồi ăn cơm chung. Cái đó là văn hóa. Tại vì trong cái xã hội mới của chúng ta, đó, cái gia đình, cái tiểu gia đình của mình đó, có hai vợ chồng, một đứa con và hai đứa con, hoặc ba đứa. Mà bây giờ chúng ta bận rộn quá cho đến nỗi là chúng ta không có thời giờ ngồi với nhau như một gia đình. Và chúng ta không có cơ hội ăn cơm chung với nhau như một gia đình. Người thì ăn trước, người thì ăn sau. Để cho nó tiện với cái thời khóa của từng người. Cái đó là chúng ta đánh mất rất là nhiều. Ngày xưa thì trong bữa cơm gia đình không có người nào có quyền vắng mặt hết. Nếu mình không đói cũng vậy, mình cũng phải ngồi.
Tại cái giờ đó là giờ linh thiêng. Nhưng bây giờ chúng ta văn minh hơn, chúng ta nói rằng chúng ta văn minh hơn, nhưng kỳ thật chúng ta không có văn minh hơn. Chúng ta không có thời giờ để ngồi với nhau nữa. Chúng ta không có thời giờ ăn cơm với nhau nữa. Ngày xưa thì gia đình được ngồi với nhau rất nhiều. Và những buổi tối trăng lên thì đi ra ngoài sân ngồi bên bụi tre. Và cả gia đình ngồi ngắm trăng và nói chuyện. Có những buổi trăng sáng quá thì ăn cơm dưới ánh trăng. Và cái đó nó là văn minh. Bây giờ chúng ta nhiều công việc quá, chúng ta không có thời gian ngồi với nhau. Mà chúng ta làm việc quá nhiều. Làm việc quá nhiều để có nhiều tiền lương hơn. Nhưng mà sự thật chúng ta không có hạnh phúc bằng. Nên trong cái tương lai, mà nếu mình muốn hướng tới một cái hạnh phúc, thì chúng ta phải suy nghĩ làm sao để tổ chức lại cái nếp sống gia đình. Làm sao để trong một ngày gia đình có cơ hội ngồi với nhau, ngồi chơi với nhau. Và bữa cơm là một cơ hội rất là quan trọng. Bữa cơm làm thế nào để cho mọi người có mặt. Rồi trước khi ăn cơm thì mình ngồi, mình nhìn nhau, mình thở. Mình thở vài ba hơi để thấy rằng cái người thương của mình đang còn sống đó. Chuyện này rất là quan trọng. Chuyện này không có khó, nhưng mà nó đã trở thành rất là khó. Tại vì tổ chức xã hội nó đã thay đổi. Cho nên trong một cái trung tâm tu tập như Làng Mai á, là mình cố giữ lại cho được những cái giá trị đó, giá trị của một gia đình. Mỗi ngày mình có giờ để ngồi với nhau, không cần nói, ngồi yên lặng với nhau, ít nhất là trong giờ ngồi thiền. Mỗi ngày chúng ta có cơ hội đi với nhau, đi với nhau, không cần nói, đi mấy trăm người luôn, đi từng bước thăng thơ với nhau lên đồi. Cái đó gọi là văn minh. Mình thấy được cái sự có mặt của nhau, mình trân quý cái sự có mặt của nhau. Và trong bữa ăn, mình có mặt hết tất cả mọi người. Dù mình có không đói đi nữa thì mình vẫn đi vào. Đó là cái cơ hội để mình thấy mặt nhau, mình cảm thấy sự có mặt của nhau, mình có mặt cho nhau. Mà tại Làng Mai thì mỗi khi ăn cơm á, thì mình có đọc lời quán nguyện. Và thường thường mình đọc là chúng ta hãy ăn cơm như thế nào để có sự thảnh thơi, để có tình huynh đệ và để có hạnh phúc. Ba cái thì ăn cơm là một cái cơ hội để chế tác ra ba cái đó. Trước hết là cái sự thảnh thơi, tiếng Việt nó có những cái danh từ tương đương như là sự rối rảnh, rảnh rang tức là không có bị bận rộn quá. Trong cái thế giới, trong cái xã hội ngày hôm nay, hình như mọi người đều quá bận rộn và mình không có cái thanh thời. Chúng ta có cái chữ nhàn. Nhàn tức là không có bận rộn quá. Không biết gì tiếng Anh có được không? Leisure time.
Chữ hàng á, có chữ nhàn. Cái chữ nhàn này rất là hay. Chữ nhàn được làm bằng chữ môn, là cái cửa, là đồ. Cửa là cửa sổ, hoặc là cửa sổ là sông. Còn cửa chính là môn. Và ngoài cửa nó có ánh trăng. Chữ nguyệt này là ánh trăng. Đó, có ánh trăng. Tức là nhìn ra cửa thì mình thấy có ánh trăng. Và chỉ những người thảnh thơi, những người nhàn, những người mà không bận rộn thì mới thấy được ánh trăng ở ngoài cửa sổ. Vậy cho nên là nó có cái nguyệt lai môn hạ nhàn. Chữ nhàn nó cũng có nghĩa là thảnh thơi. Ở trong đạo Phật thì mình có chữ vimukti. Vimuksa, vimukti nó có nghĩa là giải thoát. Giải thoát tức là không có bị ràng buộc. Và cái mục chính của cái người tu là làm thế nào để không có bị ràng buộc. Mình bị ràng buộc bằng cái gì? Mình có những cái sợi dây mình tự buộc lấy mình, hoặc là mình đưa cho người khác buộc. Anh buộc lại giùm tôi một chút. Và khi mình bị những cái sợi dây ràng buộc thì mình không có tự do, không có thân thái. Và những sợi dây ràng buộc đó trước hết là sự bận rộn và sự lo lắng, sự giận hờn, sự tham khát. Đó là những sợi dây lớn nhất. Sợi dây lo lắng này, worry, sợi dây giận hờn này, sợi dây ganh tị này, sợi dây sợ hãi. Sợi dây mặc cảm. Mình có mặc cảm là mình hơn người ta. Đó là một sợi dây. Mình có mặc cảm là mình thua người ta. Đó là một sợi dây. Và dầu cho cái mặc cảm gọi là mình không có thua gì người ta, mình bằng người ta, mặc cảm bằng cũng là một sợi dây. Thì nó có nhiều sợi dây lắm. Đây chỉ là những cái sợi dây gọi là tiêu biểu. Và cái sợi dây mà nặng nhất là sợi dây si mê này. Tức là không hiểu được, không thấy được. Có những cái thấy sai lầm, những cái thấy sai lầm về bản thân mình, và có những thấy sai lầm về người kia, và có những cái thấy sai lầm về thế giới. Và những cái sai lầm đó nó làm cho mình khổ rất nhiều. Vậy vậy cho nên những cái sợi dây đó cần phải đoạn. Đoạn tức là cắt đứt. Cắt đứt. Và khi mình cắt đứt những cái sợi dây đó thì mình có được sự thắng thơ, tức là có cái sự giải thoát. Trong tiếng Việt Nam có tiếng cổ là chữ rồi. Rồi sau này nó trở thành chữ rỗi. Thì ngày xưa vua Trần Nhân Tông đó,
Vua Trần Nhân Tông là một vị vua nhưng mà đã nhường ngôi cho con để trở thành một thầy tu. Tại vì vua rất là trân quý sự thanh thơi. Tại vì làm nhà chính trị nó lo lắng rất là nhiều. Vì vậy cho nên nhường ngôi cho con nhưng mà đi tìm sự thanh thơi. Đi tìm sự thanh thơi không có nghĩa là không có làm gì hết. Đi tìm sự thanh thơi tức là đi tìm một cái pháp môn, một cái phương pháp tu học để mà cởi dần những cái sợi dây nó trói buộc mình. Tu là để như vậy, chứ không phải để trốn đời. Tại vì vua Trần Nhân Tông sau khi đã xuất gia rồi á, vẫn còn làm hết sức mình để giúp nước. Một ông vua con ngồi trên ngôi để làm chính trị, một ông vua cha đi xuất gia làm đạo đức. Và vua đã để thì giờ rất là nhiều đi chu du ở trong nước, gặp gỡ dân chúng, khuyên họ nên bỏ ác làm lành, giữ giới, ăn ở với nhau cho hòa thuận. Thì cái đó đâu phải là cái chuyện trốn đời, đó cũng là một cái sự dấn thân, đó cũng là một công việc lo về cái phần đạo đức luân lý cho dân. Đó là vô Trần Nhân Tông. Tuy là lên ở trên núi Yên Tử nhưng mà không có xa lánh cuộc đời, làm thầy tu để có cái cơ hội cởi bỏ những cái sợi dây ràng buộc mình để mình có thể giúp đời nhiều hơn. Thì trong một cái bài phú mà vua viết bằng chữ nôm á, bài Cư Trần Lạc Đạo, hồi đó đã có chữ nôm rồi, phần lớn người ta sáng tác bằng chữ Hán nhưng mà có người từ đời Trần đã sáng tác bằng chữ nôm rồi. Thì trong bài Cư Trần Lạc Đạo bắt đầu bằng câu là miễn được lòng rồi chẳng cần phép khác. Lòng rồi tức là lòng rỗi đó, tức là sự thảnh thơi đó. Cái quan hệ nhất là có được sự thảnh thơi. Nên không có cái phép tu nào quan trọng hơn cái phép tu để có được sự thảnh thơi. Và cái tiếng Việt cổ là biến được lòng rồi chẳng cần phép khác. There is no dharma that is as important as liberation, freedom. Cái thảnh thơi dịch là freedom. Vimukti là freedom. Thành ra mỗi người trong chúng ta đó, khi mà có cơ hội ngồi xuống đó, nên nhìn cái thứ mình đang bị những sợi dây nào trói buộc. Phải nhận diện những sợi dây đang trói buộc mình đó. Phải nhận diện nó, phải identify nó, rồi mới có thể bắt đầu cởi nó ra được. Mình không có hạnh phúc đó, là tại mình đang bị ràng buộc, mình đang bị trói. Giải thoát nghĩa là cởi trói. Đôi khi mình có cái sự giận hờn, và cái sự giận hờn nó theo đuổi mình, làm cho mình không có giây phút nào có hạnh phúc hết. Thì sự giận hờn là một cái sợi dây. Mà nếu mình học Phật Pháp á, mình đi tìm thầy học đạo thì mình có thể thấy được cái phương pháp cởi ra, tháo ra khỏi mình cái sợi dây giận hờn đó. Và sợi dây giận hờn đó nó có thể trói mình suốt đời. Và suốt đời mình không có hạnh phúc. Cho nên phải tìm cách tháo cái sợi dây đó ra. Cách tung cái sợi dây đó ra. Sợi dây hờn thường. Có những người mang một mối căm thù suốt đời và những người đó không bao giờ có được tự do. Và có những người mang những cái sợi dây thèm khát. Thèm cái chức vụ gì đó. Thèm cái danh vọng nào đó.
ăn cái địa vị nào đó. Đối tượng của sự tham khảo mình theo đuổi suốt đời. Và khi mình còn chạy theo một cái đối tượng có thèm khát thì mình bị sợi dây đó nó ràng buộc, mình có khả năng có hạnh phúc. Thành ra cái đức mà lớn nhất của con người là cái khả năng có hạnh phúc, the capacity to be happy. Thì mình thử tự hỏi mình là mình có khả năng có hạnh phúc hay không? Mình có khả năng có hạnh phúc không? Do I have the capacity to be happy? Và nếu mà câu trả lời là không, tôi không có khả năng có hạnh phúc, và mình hỏi tại sao tôi không có khả năng đó, thì câu trả lời là tại vì anh đang bị những cái sợi dây kia nó trói, cho nên anh mới không có khả năng có hạnh phúc. Ví dụ như mọi người đang đi thiền với nhau. Đi thiền là gì? Đi thiền là một cái cơ hội để mình buông bỏ tất cả những lo lắng, những dự án của mình, và bước từng bước chân như thế nào để mỗi bước chân nó đem lại cái hỷ và cái lạc. Tại vì trên cái phương diện lý trí thì mình biết rằng mỗi bước chân thảnh thơi, mỗi bước chân có chánh niệm có thể giúp cho mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Những màu nhiệm của sự sống đó nó có khả năng nuôi dưỡng và trị liệu cho mình. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là trị liệu, mỗi bước chân là niềm vui. Có được cái thân người, có được hai chân mà đi dạo trên cái hành tinh này là một cái cơ hội rất là lớn. Và nếu mình có niệm, có định thì mỗi bước chân như vậy nó đem lại cho mình rất là nhiều hỷ và nhiều lạc, joy and happiness. Nhưng mà trong khi những người khác đi, mình cũng đi chung với họ, những người khác họ chế tác được hỷ và lạc trong từng bước chân. Mà tại sao mình đi mà mình không chế tác được hỷ và lạc trong từng bước chân? Câu trả lời là tại vì anh đang bị cái sợi dây nào nó trói. Tại vì anh không có thảnh thơi, anh không có giải thoát. Cho nên trong khi những người khác họ thưởng thức những bước chân của họ, họ savoury những cái bước chân của họ, thì anh đi như là một cái máy, anh đi hình thức thôi. Và cái thiền đi của anh không có nội dung. Cái thiền đi của anh không có nuôi dưỡng được anh, không có tạo cho anh có hạnh phúc. Cho nên mình phải ngồi xuống, mình phải hỏi mình là mình đang bị những cái sợi dây nào nó ràng buộc, nó trói buộc. Và mình phải tìm cách gỡ những sợi dây đó, mà gỡ bằng cái ý chí không có đủ. Mình có ý chí muốn gỡ bỏ nhưng mà ý chí không có đủ, phải có thông minh mới bỏ được, mới cởi trói được. Ít nhất là phải có một sự thức tỉnh. Mà nó không có lý, suốt đời mình cứ bị sợi dây này, sợi dây giận hờn, sợi dây hận thù, sợi dây thèm khát này nó trói mãi sao? Đời sống có bao nhiêu? Đời sống được bao lâu? Mà ngày nào mình cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Đi cũng có hạnh phúc, ngồi cũng hạnh phúc, ăn cơm cũng không có hạnh phúc. Thì mình có đáng theo đuổi cái đó hay không? Thì khi mình có một cái tuệ giác như vậy, một cái thấy như vậy, thì mình có thể buông bỏ được.
và mình cởi trói được. Mình thấy mình đang dại dột, mình thấy mình đang bỏ phí cuộc đời của mình, làm uổng phí cuộc đời của mình. Và khi mà cái thấy nó sáng thì tự nhiên mình buông ra được, không có gì quan trọng hết. Quan trọng nhất là cái sự thảnh thơi của mình. Nếu không có sự thảnh thơi thì không có gì hết. Mà trong cái văn minh hiện đại ít có người thảnh thơi lắm, người nào cũng bận rộn. Có thể có người rất là giàu, có hàng triệu, hàng chục triệu, trăm triệu đô la ở trong trang mục, nhưng mà không có thảnh thơi, không có hạnh phúc. Những người có danh rất là lớn nhưng mà không có hạnh thơi, không có hạnh phúc. Những người có quyền lực khá lớn nhưng mà không có hạnh phúc, tại vì không có sự thảnh thơi. Cho nên vua Trần Nhân Tông nói rất là đúng: miễn được lòng rỗi chẳng cần pháp khác. What I want, the only thing I want is freedom. Thảnh thơi. Thì trước khi ăn cơm á, chúng ta đọc rằng xin đại chúng ăn cơm như thế nào để có sự thảnh thơi. Đó là sự thực tập. Ngồi ăn cơm mà cứ để những sợi dây đó nó ràng buộc thì ngồi với chúng, ngồi với huynh đệ cũng như là không ngồi. Thấy người ta ngồi mình cũng ngồi, mình bắt buộc phải vô ngồi. Nhưng mà mình ngồi không có hạnh phúc. Trong khi có người mỗi miếng cơm, mỗi hơi thở, mỗi cái nhìn đều có hạnh phúc hết, thì mình không có cái hạnh phúc đó, là tại mình không có sự thảnh thơi. Cho nên thảnh thơi là cái quan trọng nhất. Mình phải chiến đấu, mình phải tranh đấu để có được sự thảnh thơi. Đại chúng ăn cơm như thế nào? Trước hết là để có sự thảnh thơi. Để có tình huynh đệ. Tại vì tình huynh đệ nó nuôi dưỡng. Giữa hai vợ chồng phải có tình huynh đệ. Ở trong văn hóa Việt Nam, người vợ kêu người chồng ăn, my brother, và người chồng kêu người vợ là em, my sister. Ngộ vậy đó. Tức là một cặp vợ chồng, tức là một cặp huynh đệ, in a fraternity amorous. Giữa vợ chồng với nhau phải có tình huynh đệ, mà giữa cha con với nhau cũng vậy. Giữa cha con với nhau cũng là tình huynh đệ. Người kia là con trai của mình, nhưng mà đó cũng có thể là người anh em của mình, là người đồng chí của mình, người đồng tâm với mình. Có những cặp cha con họ chơi với nhau như là hai anh em. Có những cặp mẹ con chơi với nhau như là hai chị em. Thì đó là họ có tình huynh đệ. Và thầy trò cũng vậy. Thầy trò là một cặp huynh đệ. Và đệ tử tiếp nối thầy, chia sẻ những cái giấc mơ của thầy, mà muốn thực hiện giấc mơ của thầy, thì giữa thầy và đệ tử nó có tình huynh đệ. Vì vậy cho nên nó có chữ đệ tử, vừa là con vừa là em. Đệ là em, mà tử là con. Thành khi mình là sư anh á, thì em mình, sư em của mình là cũng là đệ tử của mình, là đệ của mình, nhưng mà cũng là tử của mình. Mình chăm sóc cho em mình, tức là mình chăm sóc cho con mình. Thì giữa thầy trò nó có tình huynh đệ. Nếu không có tình huynh đệ thì cũng có gì hết. Nếu có tình huynh đệ thì mình được nuôi dưỡng, mình có hạnh phúc. Rồi với cái hạnh phúc đó mà mình có thể tổ chức hướng dẫn cho những người khác tu tập để họ hạnh phúc. Cho nên mục đích chính của một cái trung tâm tu học
là sống với nhau như thế nào để mà chế tác được cái thân thơ và chế tác được cái tình hình này. Tình hình này là cái vốn liếng của mình. Nếu không có tình hình này thì mình không có đủ vốn. Mà không có đủ vốn thì không có đầu tư được vào một cái sự nghiệp. Không có invest được vào trong sự nghiệp. Cho nên là ở với nhau như là anh, chị, em. Mỗi ngày mình phải chế tác cái tình hình đề. Và tình hình đề là cái vốn. Vốn càng lớn thì làm anh càng lời. Lời đây tức là giúp được rất là nhiều người trong thế gian. Mình đi tổ chức một khóa tu 1.300 người. Mà khi tổ chức khóa tu đó mình có tình huynh đệ với nhau. Và vì vậy cho nên mình cái tình huynh đệ đó làm cho chuyển hóa được cái tâm thức của những người tới với mình, tu với mình. Và họ tiếp xúc với mình, họ chuyển hóa không phải là mình nói bài pháp thoại hay thao thao bất tuyệt, mà chính là trong cái đi đứng nằm ngồi tiếp xử mình tỏa chiếu cái sự thanh thơi và cái tình huynh này, tỏa chiếu sự thanh thơi và tình huynh này. Thì tại làng Mai các thầy các sư cô, các vị sư cư sĩ thường trú, họ đâu có lương tiền gì đâu, họ không có đồng lương nào hết, nhưng mà họ có tình huynh này. Thay vì tiền lương thì họ có tình huynh đệ. Và họ được nuôi dưỡng bằng cái tình huynh đệ đó. Và tình huynh đệ đó càng lớn thì cái sự nghiệp của họ nó càng lớn. Sự nghiệp giúp đời, đo đời. Tổ chức một ngày quán niệm, tổ chức một khóa tu. Và vì vậy cho nên để đầu tư cho một cái sự nghiệp trong cái tương lai, mình phải có cái sự thảnh thơi và tình huynh đệ thì mới thành công được. Và cố nhiên là cái thứ ba là ăn cơm như thế nào để có hạnh phúc. Thì trong mỗi bữa cơm mình đọc câu đó, mình đọc năm quán. Nhưng mà trước khi đọc năm quán thì mình phải mở đầu. Xin đại chúng ăn cơm như thế nào để có được sự thảnh thơi, để có được tình huynh đệ và để có được niềm vui trong khi ăn. Và như vậy bữa cơm nó được nuôi dưỡng. Chúng ta được nuôi dưỡng không phải là chỉ bằng thức ăn, đoàn thực, mà chúng ta được nuôi dưỡng bởi ba cái năng lượng đó. Là sự thảnh thơi. Ngồi ăn cơm như thế nào để thảnh thơi? Ở đời bây giờ họ ăn cơm không có thảnh thơi. Họ ăn cho mau. Ăn mau mau cho xong. Để đi làm chuyện khác. Trong cái đó mình nói càng ăn chậm càng tốt. Càng ăn chậm càng tốt. Tại vì trong cái ăn chậm đó là mình có thời gian ngồi với nhau nhiều hơn. Ở bên Pháp nó có bán một cái loại yogurt và nó quảng cáo là mang cela doucement pour que ça dure longtemps. Nó ăn chậm chậm để cho được lâu, ăn hấp tấp thì nó mau, chỉ trong nửa phút là nó hết một hũ dầu ao rồi. Ăn từng muỗng, ngậm mà nghe. Xà phòng dans la bouche. Ăn từng muỗng, mà nghe. Thì cái tình huynh đệ trong khi mình ngồi ăn cũng vậy. Mình ngồi ăn, mình ý thức được rằng có anh, có chị, có em đang ngồi với mình, những người cùng một tâm trí. Mình chọn nhau làm anh, làm chị, mình đi trên một con đường. Và không những mình được nuôi dưỡng bởi thức ăn, mình được nuôi dưỡng bằng cái tình huynh đệ. Và mình ăn thong thả để thấy rằng tu là ăn cơm chứ có gì đâu. Ăn cơm tức là tu. Ăn cơm như thế nào để có thảnh thơi? Đó là một cái bí quyết. Anh ăn cơm có thảnh thơi hay không?
anh cũng lấy cơm, anh cũng vô ngồi với chúng tôi, nhưng mà không biết anh có ăn thanh thơi không, hay là anh đang suy nghĩ chuyện này chuyện khác, anh đang lo buồn, anh đang giận hờn, anh đâu có ăn cơm gì đâu, anh ăn cái toàn những cái đau buồn, những cái giận hờn của anh mà thôi. It's not good for your health. Không có lợi gì cho sức khỏe của anh hết. Nếu mà anh ngồi đó, thay vì ăn cơm, thay vì ăn sự thảnh thơi, tình anh để hạnh phúc, thì anh ăn cái sự giận hờn, lo lắng của anh. Anh thực tập hình thức thôi. Cho nên bữa cơm á, là một cái thách thức, một cái challenge. Ăn cơm như thế nào để trong 40 phút đó nó có cái thảnh thơi, nó có cái tình hình đẹp, nó có được cái hạnh phúc. Thì trưa nay mình sẽ ăn ở đây, là mình hãy thách thức mình, có thứ mình có thể ăn được như vậy không. Đó là sự thực tập. Nếu mình ăn được như vậy thì đến khi mình đi thiền hành mình cũng sẽ đi được như vậy, và đến khi mà đi rửa bát hay là chấp tác thì mình cũng sẽ làm như vậy. Nó có sự thảnh thơi, nó có tình hạnh đề và nó có hạnh phúc. Và khi mình có mấy cái đó rồi thì mình mới giúp cho người khác có hạnh phúc được. Mình không có thì là mình có gì đâu để cho người kia. Không có gì để cho người kia. Còn gì cho nhau? There's nothing. Nếu quý vị chú ý thì quý vị cũng thấy rằng trước khi mà tụng kinh, trước khi các thầy các sư có tụng kinh thì mình đọc bài quán niệm, xin đại chúng hãy cùng nhau thở như một cơ thể, hãy cùng nhau thở như một cơ thể, tức là trong hít thở mình thấy được sự có mặt của ân đề của mình, và khi mình thở vào những người khác cũng đang thở vào. Khi mình thở ra, người khác đang thở ra. Khi mình thở vào, mình làm cho yên dịu cái thân của mình xuống và cái tâm của mình xuống. Thì trong khi đó, các huynh đệ của mình cũng làm như vậy. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Làm lắng nhiều thân của tâm xuống. Thì khi mà chúng ta làm như vậy với tính cách một cộng đồng thì rõ ràng là chúng ta thấy tình huynh đệ. Nghe một tiếng chuông, tất cả đều ngưng sự suy nghĩ, tất cả đều ngưng sự nói năng, bắt đầu để ý tới hơi thở vào. Thở vào làm cho tâm nó lắng dịu xuống, làm cho thân nó lắng dịu xuống. Thở ra miệng mỉm cười. Thì nếu mấy trăm người mà cùng làm như vậy thì cái năng lượng tập thể của niệm và của định nó trở thành rất là hùng hậu. Cái đó gọi là đồng bộ, synchronicity. Và đó là thức ăn. Ngồi trong đó mình sẽ được chuyển hóa. Và khi mình thở như vậy thì mình tạo ra cái năng lượng của bình an, peace. Chính trong khi thở mình tạo ra năng lượng bình an. Và năng lượng bình an đó là năng lượng tập thể, chứ không phải năng lượng của một người. Và mình nuôi nhau bằng cái năng lượng đó. Trong khi mình thở là mình nuôi người anh của mình nuôi người chị của mình nuôi người em của mình. Chúng ta tới đây để thực tập thì chúng ta trở thành ra anh, chị em của nhau. Và nếu ta thở được một hơi có an, có lạc, có hỷ thì
thì không những ta nuôi ta mà ta nuôi tất cả mọi người. Và nếu người kia họ đi được một bước chân có an, có hỷ, có lạc thì họ nuôi từ họ và họ cũng nuôi mình. Vậy vậy cho nên thực tập như một đoàn thể là chúng ta nuôi nhau. Chúng ta nuôi nhau bằng cái năng lượng đó là niệm. Định và tuệ nó đưa tới cái thảnh thơi, cái tình vấn đề. Xin đại chúng hãy thở như một cơ thể, xướng tụng như một cơ thể, không có cái ta nữa. Chúng ta đi như một dòng sông mà không đi như những giọt nước. Mà khi mà chúng ta hòa vào đại chúng, đi như một dòng sông thì những đau buồn của chúng ta nó được cái năng lượng tập thể nó ôm ấp, chúng ta nhẹ đi rất là nhiều. Mà nếu chúng ta chỉ hành xử như một giọt nước thì những cái đau buồn của chúng ta nó vẫn còn y nguyên. Cho nên ngồi trong đại chúng, đi trong đại chúng, mình thở thì mình phải buông bỏ cái ngã của mình. Mình phải cùng thở với chúng như là một cơ thể. Mình phải xướng tụng với chúng như là một cơ thể. Và mình phải nghe như là một cơ thể. Và cái khẩu hiệu của Lăng Mai là phải đi như một dòng sông. Go as a river. Mà không đi như là một giọt nước. Đi như một giọt nước thì anh vẫn phải giữ lấy cho mình anh những cái khổ đau, những cái bức xúc của anh. Nếu anh nương vào tăng thân, nếu anh để cho tăng thân ôm ấp, hướng dẫn, thì cái cơ hội, anh có cái cơ hội được chữa hòa. Tại vì có cái năng lượng tập thể của niệm, của tuệ, của định, của thanh thơi, của bình an, nó giúp cho anh chuyển hóa. Cũng vì vậy cho nên là trong cái truyền thống là một, quy Phật không có đủ, quy Pháp cũng chưa đủ, phải quy Tăng mới được. Tại vì Tăng là có một cái năng lượng tập thể, nó giúp cho mình chuyển hóa dễ dàng hơn. Và nếu mình muốn cái sự thực tập của mình lâu bền đó, thì mình phải nương tựa vào một cái đoàn thể tu học. Và nếu không có thì mình phải tìm cách tạo dựng ra một đoàn thể như vậy ở trong địa phương của mình. Vậy thì trước khi ngồi thiền chúng ta cũng có bài hô canh. Bài hô canh buổi chiều là vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lắng rồi hết thị phi. Vững thân ngồi dưới cội bồ đề tức là tôi ngồi xuống đây cũng giống như là Đức Thích Ca ngồi xuống dưới cội bồ đề. Đây là một cơ hội, tôi phải ngồi cho vững. Và cái việc đầu tiên tôi phải làm á là tôi phải làm lắng dịu ba cái nghiệp của tôi là thân, khẩu và ý. Thân là cái hình hài này, tôi làm cho nó lắng dịu lại. Khẩu tôi im lặng, tôi không nói gì nữa. Ý là tôi không có suy nghĩ nữa, tôi làm cho cái ý, tâm ý tôi nó lắng xuống. Vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lắng rồi. Thì trong khi mình thở vào thở ra thì mình phải làm cho được hai câu đó. Thân mình cho nó vững và ba nghiệp của mình phải lắng xuống. Ba nghiệp lắng rồi hết thì phi. Tức là không còn cái sự suy nghĩ anh là đúng, tôi là sai, anh là sai, tôi là đúng nữa. Hết thì phi. There is no longer any thought of right and wrong.
Tại trong đời sống hàng ngày mình mình bị cột bởi cái sợi dây đó, là anh trật tôi trúng. Anh đã gây ra bao đau khổ cho tôi. Anh chịu trách nhiệm về tất cả những cái đau khổ đó, còn tôi thì là nạn nhân mà thôi. Và mình bị cái tư tưởng gọi là tôi đúng anh sai, nó trói lại. Nhưng mà đến khi mà ngồi thiền rồi thì buông bỏ hai cái đó, không còn những cái tư tưởng đúng và sai, ai đúng ai sai, ai thì ai phi. Thì vào ngồi thiền trong những cái hơi thở đầu tiên là phải làm cho được chừng đó, ngồi cho vững, bắt đầu làm thoải mái thân khẩu ý và chấm dứt cái chuyện ai đúng ai sai. Ba nghiệp lắng rồi hết thì phi, thâu nhất thân tâm vào chánh niệm, rõ soi diện mục thoát mở mê. Thân và tâm đặt vào trong chánh niệm và mình có được cái ánh sáng, mình soi, mình biết rằng mình từ đâu tới, mình sẽ đi về đâu, mình là ai. Và do đó mà mình có thể rời bỏ cái bờ bên này, bờ của giận hờn, của buồn tủi, của lo lắng, của sầu khổ, để đi sang bờ kia, bờ của thanh thơi, bờ của giác ngộ. Thành ra cái bài hô cánh đó trước khi ngồi thiền buổi chiều, cũng như là cái bài hô cánh buổi sáng, pháp thân tỏa sáng buổi ban mai, nó là sự nhắc nhở. Nó là sự nhắc nhở. Chứ nếu mình cứ ngồi đó mà cứ nghe hô canh mà không có quán chiếu thì không được, mình phải đem mấy cái đó đi vào và áp dụng ngay trong cái thân của mình. Phải để cho những cái đó nó đi vào trong cái cơ thể của mình, nó đi vào trong cái hệ thần kinh của mình. Nó phải đi, nó phải vượt những cái synapse và nó đi vào trong những cái neuron của mình. Chứ không phải là ngồi đó nói rằng thầy đó đang hô canh, còn mình đang ngồi nghe hô canh không. Mình phải đưa những cái tuệ giác đó, những cái ước muốn đó, những cái thực tập đó, nó đi vào trong cơ thể của mình. Thành ra là mai nó có những cái như vậy. Trước khi mình đi thiền hành, đi thiền, thì mình cũng đứng thành vòng và mình hát một vài bài. Những cái bài hát thiền đó là để hướng dẫn cho mình đi thiền hành, chứ không phải là hát để mà chơi. Ví dụ như mình hát ta hạnh phúc liền giây phút này, không phải là để hát mà chơi. Hát để mà nhắc mình rằng hạnh phúc hay không là do mình bước như thế nào, mình thở như thế nào, mình bước như thế nào, để mỗi bước chân là một huyền thoại, để mỗi hơi thở là một truyền kỳ. Làm được, chúng ta không làm được. Và mình làm quen thì nó đi vào những cái neuron của mình, nó tạo thành ra một cái con đường thần kinh mới, những cái neural pathway, nó dẫn mình đi tới hạnh phúc. Thay vì những cái con đường mòn lối cũ, hệ suy tư là đi tới sự giận hờn và buồn tủi, thì bây giờ mình vạch ra những con đường mới và cứ đi hoài thành con đường của hạnh phúc. Hễ đi vào con đường đó là dẫn tới hạnh phúc. Đó là thói quen rất là tốt. Cũng như khi mình nghe chuông quen rồi thì không có ai nhắc hết, tự nhiên nghe một tiếng chuông nhấp là tự động, không cố gắng gì hết, ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và bắt đầu để ý thở hơi thở vào. Thế là mai là mọi người làm như vậy đó. Không cần phải cố gắng gì hết, nó trở thành ra con đường mòn rồi, con đường mòn của chánh niệm. Nghe tiếng chuông tự nhiên ngưng suy nghĩ, ngưng nói năng và bắt đầu để ý thở hơi thở vào làm cho thân lắng dịu xuống.
Đó là sự học hỏi. Sự học hỏi của tàng thức. Là khi mình tu đó thì mình nuôi mình học cách nuôi mình, nuôi mình bằng sự thảnh thơi, nuôi mình bằng tình huynh đệ, nuôi mình bằng cái hạnh phúc trong khi đi, trong khi đứng, trong khi nằm, trong khi ngồi, trong khi rửa bát, trong khi ăn cơm. Và khi mình nuôi mình được rồi thì mình có thể nuôi được những người khác. Mình nuôi những người huynh đệ của mình. Mình nuôi con mình nuôi chồng mình nuôi vợ mình nuôi bạn bằng hữu của mình, anh của mình, chị của mình. Trong kinh đó, nó có cái câu là vô thủy thời lai giới nhất thiết pháp đẳng y, là có một cái vô thủy thời lai giới. Nhất thiết pháp đẳng y. Hai câu này là nói về thức Alaya, tức là tàng thức, store consciousness. Giới tức là một cái thực tại, một cái gì đó. Có một cái, there is something that has come from the non-beginning, không có cái bắt đầu. Ở đây mình đang nói về cái Alaya Vijnana, tức là store consciousness. Tàng thức. Cái tàng thức là cái đó, là cái mà nó tới từ vô thủy, nó không có cái bắt đầu. Mà cái đó là gì? Cái đó là cái chỗ nương tựa bình đẳng. Nó là chỗ nương tựa bình đẳng cho tất cả mọi cái. Nhất thiết pháp. Nhất thiết pháp là lưu tú, là everything. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là Alaya hay là store consciousness. Cái đó là cosmos. Cái đó là vũ trụ. Cái đó là thực tại. Và chính cái đó nó làm ra cái sự sống. Và chúng ta đã học trong những cái tuần vừa qua rằng là tàng thức á, cái bản chất của nó là vô phú, là không có bị che lấp. Nó không bị che lấp. Che lấp bởi cái gì? Che lấp bởi cái sự u mê. Bởi cái màn u mê. Cái này á, nó tương đương với cái Alaya này á,
nó tương đương với cái gọi là thực tại tối hậu, the ultimate reality, suchness. Nó là la chose en soi. Nó không bị che lấp bởi những ý niệm. Ý niệm như là ý niệm bắt đầu hay là chung cục. Ý niệm có, ý niệm không. Ý niệm thiện, ý niệm ác. Ý niệm nhiễm, ý niệm tình. Vô phú nghĩa là không bị chết lấp. Không bị chết lấp bởi cái gì? Bởi vì những cái kỳ thị, bởi những cái discrimination. Tức là cái vô minh đó. Bởi cái vô minh đó. Avidya là vô minh. Ý niệm bắt đầu thì nó không có bắt đầu, không có bắt đầu. Và nó không có chung cục. Nó không có và không có không. Nó không có thiện, không có ác. Nó không có nhiễm, không có tình. Thế Alaya vốn là như vậy. Alaya mình phải diễn tả tàn thức là thực tại. Chúng ta đã hiểu rồi. Chúng ta hiểu rồi do cái hành động của chúng ta. Hành động của chúng ta mà Alaya nó biểu hiện. Alaya nó biểu hiện như là một cơ thể, và nó biểu hiện như là một môi trường trong đó cơ thể. Thì trong đạo Phật nó có cái giáo lý gọi là báo ứng. Báo ứng. À, tiếng Anh gọi là retribution. Là những cái hành động của mình á, nó đem tới kết quả gọi là báo. Nhưng báo này nó có hai loại. Một á, là chánh báo, là cái hình hài của mình. Hai là cái y báo, tức là cái hoàn cảnh của mình. Thành ra trong cái thấy của đạo Phật á, thì mình không phải chỉ là cái này. Mình là cái này luôn. Cái hoàn cảnh này cũng là mình. Mà Alaya tàng thức trước hết là sự biểu hiện của hai cái này. Nó biểu hiện thành nhiều cái lắm, nhưng mà trước tiên là mình phải thấy cái hoàn cảnh của mình đang sống đây. Và cái năm uẩn của mình là hai cái biểu hiện gần nhất. Mà cái điều này cũng dễ hiểu thôi, là cái này nuôi cái này. Nếu không có cái này thì cái này cũng không có. Thành ra nó có cái liên hệ giữa cái này và cái này. Thành ra cái này có thể gọi là nature, cái này có thể là nurture. Nhưng mà hai cái nó tương tác với nhau.
mình có thể có một cái tác động trên môi trường, và môi trường nó có thể tác động ở trên mình, một cái là chánh báo, một cái là y báo. Và chúng ta đã được học rằng tàng thức là chỗ nương của tất cả mọi cái, chỗ nương của tất cả mọi sự mọi vật, không phải là chỗ nương của hình hài mình mà thôi, mà chỗ nương của cái hoàn cảnh mình mà thôi, chỗ nương của tất cả. Ở ngoài đời á, thần kinh học neuroscience thì họ cũng có nói tới một cái tương tự như là alaya, nhưng mà họ mới khám phá được một phần nhỏ của alaya thôi. Họ gọi cái đó là background consciousness. Nó là consciousness, nhưng mà nó không phải là ý thức. Ý thức á, là cái thứ tâm thức mà nó hoạt động khi mình tỉnh. Ý thức tức là manovijnana. Ý thức nó từ tàng thức nó đi lên. Tàng thức là cái nền tảng, và từ tàng thức nó phát sinh ra ý thức. Tức là mind consciousness, cái này store consciousness. Và cái ý thức này á, nó có cái đối tượng của nó, và đối tượng của nó có thể nhỏ hơn cái đối tượng của tàng thức. Tại vì tàng thức nó ôm hết tất cả các pháp. Nó ôm hết tất cả các pháp. Còn ý thức này á, là mỗi lúc nó có một cái đối tượng riêng. Khi mình nhìn núi á, thì ý thức về núi là cái đối tượng của ý thức là núi. Mà khi mà có sự giận hờn thì cái đối tượng của nó là sự giận hờn. Và khi mình đi ngủ thì ý thức có thể không có làm việc nữa. Nếu mà ngủ rất là ngon mà say thì không có làm việc nữa. Và ý thức như vậy nó có nhiều cái hình thái. Khi mà cái ý thức của mình á, nó nằm ở trong cái trạng thái phân tán, suy nghĩ lung tung, nghĩ cái này rồi nghĩ cái khác, đó là cái tình trạng của mình trong mỗi ngày. Mình nghĩ lung tung, nghĩ cái này nghĩ cái khác, association des idées đó, cứ nghĩ cái này nghĩ cái khác, không có chuyên về một cái gì hết, gọi là tán vì ý thức. Tức là nó phân tán, nó không có cái định. Và khi mà mình chú tâm vào một cái gì đó, ví dụ như hơi thở, hay là làm một bài toán, thì lúc đó nó có định, gọi là định trung ý thức. Cái này là dispersion. Mind consciousness in dispersion. Còn
Còn khi mà mình đi vào trong thiền định á, mình ngồi thiền á, thì nó nằm ở trong cái định gọi là định trung ý thức, là mindfulness, mind consciousness in concentration. Mà khi mà ý thức nó làm việc chung với năm thức đầu, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, tiệt thức, thân thức, năm giác quan, năm giác quan nó làm thành năm thức gọi là sense consciousness. Nó làm việc chung với năm chàng kia, hai bên cộng tác chung. Nó làm việc chung với con mắt, làm việc chung với cái thấy đó, là view đó, sight. Hay là làm việc với cái... Ví dụ khi mình đang nghe một bài học thoại, thì mình phải dùng nhĩ thức. Nhĩ thức. Và như vậy, trong trường hợp ý thức nó làm việc chung với một trong năm thức cảm giác, hay là hai thức trong năm thức cảm giác, thì lúc đó gọi là ngũ câu working together with the five in collaboration with the five. Five sense consciousness. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm, năm cái đó. Khi mà nó làm việc chung thì cái ý thức gọi là ngũ câu ý thức. Mind consciousness in collaboration. Và khi mà nó đóng cửa hết năm giác quan này, nó làm việc một mình. Ví dụ đi vào trong định, hay là đi suy tư những cái vấn đề hết sức là trừu tượng, abstract, thì gọi là độc đầu ý thức. Độc đầu là một mình thôi. Mind consciousness working alone, separately. Và trong khi mình cũ mà có giấc mơ thì gọi là ý thức trong mộng, gọi là mộng trung ý thức. Mind consciousness in dreams. Và có khi nó không hoạt động, nó ngưng hẳn. Như trong trường hợp mà ngủ say, không có mộng, thì ý thức không có hoạt động nữa.
Và ví dụ như mình đi vào trong một cái định gọi là định vô tưởng, no perception, thì không cũng cần ý thức nữa. Hay là mình đi vào trong một cái bất tỉnh, coma, thì cũng có định. Hay là trong cái trường hợp gọi là ngất đi, sankop, nó cũng ngưng. Nó ngưng được trong một vài phút rồi nó tỉnh lại. Thì những lúc đó gọi là không có ý thức, tức là ý thức không làm việc. Vậy thì ban đầu mình nói tâm thức của mình chỉ là ý thức thôi. Nhưng mà sau đó mình tìm ra được là có khi ý thức không có làm việc nữa, ngưng. Như vậy mình vẫn còn sống. Đáng lý ý thức ngưng làm việc thì mình phải chết chứ. Nhưng mà ý thức nó ngưng lại, không có hay biết gì nữa, vậy mà mình vẫn còn sống. Cho nên mình biết rằng dưới ý thức nó có cái lớp sâu nữa, nó duy trì sự sống. Thì cái đó là tàn thức. Mà bây giờ đây, trong thần kinh, não bộ thần kinh học họ ưa gọi là background consciousness. Mình thấy rất rõ là tàn thức nó có khả năng học hỏi. Nó nhờ ý thức nó có khả năng học hỏi. Và nó trở thành những thói quen. Học hỏi là learning. Và tàn thức nó là một cái kho chứa. Nhất thiết pháp đáng y là cái chỗ nương tựa cho tất cả các pháp. Cũng giống như là cái hard drive của mình ở trong máy tính. Mình chứa vào trong đó rất là nhiều. Nhưng mà so với cái tàn thức thì nó thấm thiết gì đâu. Tàn thức nó chứa được tất cả. Còn cái hard drive mình chỉ có thể chứa được một số nào, một số dữ kiện nào đó thôi. Thì trong khi mình thực tập ăn cơm, thực tập ngồi thiền, thực tập đi, thực tập sướng tụng và thực tập nghe, tức là mình dùng ý thức rồi mình tạo ra những cái đường gọi là đường thần kinh, những cái đường mòn thần kinh, đường mòn nhớ để cho mình nhớ. Ban đầu thì mình chỉ nhớ được rồi chừng vài ba giây thôi, 5-7 giây hay là một phút là nhiều, rồi mình quên. Ví dụ mình nghe rằng là vấn thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lắng rồi hết tỷ phi, thì mình nghe rằng đầu đó thì mình hiểu, nhưng mà sau đó mình quên. Ngày mai ngồi thiền nữa, rồi sư cô sướng bài đó lần nữa, thì mình đã có một con đường mòn rồi, mình đi lại một lần đường mòn thứ hai nữa. Và ngày mốt đi lại con đường mòn đó thứ ba nữa, rồi từ từ nó trở thành con đường mòn rất là dễ đi. Cái đó gọi là new neural pathway. Đó là con đường mòn của sự nhớ. Nó thuộc về memory, nó thuộc về kho nhớ. Kho nhớ không phải là một cái túi nó chất chứa những cái nhớ, mà có những cái đường mòn ở trong các neuron. Khi mẹ mình sanh ra mình, và trong những cái năm đầu mình lớn lên 1 tuổi 2 tuổi thì mình đã có đủ neuron rồi, như và mình bắt đầu học hỏi. Nếu mẹ cho mình bú đúng giờ thì đến cái giờ đó mình đòi bú, thì đó là một sự học hỏi. Và nó mà mình nằm ở trong phòng đó, ban đầu mình nghe một tiếng động,
tiếng bước chân của người đi ra ngoài. Mình chưa biết cái âm thanh đó là cái gì, nhưng mà hãy nghe những tiếng động như vậy á, thì chỉ trong một phút sau là có mẹ xuất hiện như là một thiên thần và cho mình ăn, cho mình uống. Vì vậy cho nên nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, rồi mình mỗi sau này mình nghe cái bước chân đó mình biết rằng đó là bước chân của mẹ. Thì đó là học ban đầu thì chưa phải, mình chưa có nhận diện được cái tiếng động đó là tiếng động gì. Nhưng mà sau đó nhờ cái thói quen đó, trên mỗi khi mà có ngay bước chân đó ở trong lòng thấy nó phấn khởi là biết rằng mẹ sẽ xuất hiện, sẽ ôm mình vào trong lòng. Thì cái đó là mình học ngay từ hồi còn nhỏ. Vì vậy cho nên khi mà đi thiền hành á, mỗi bước chân mà có chánh niệm á, là mình tạo ra một cái đường mòn nhớ, một cái neuro track. Và nếu mình bước được bước thứ hai mà cũng có hỷ có lạc, thì cái bước thứ hai á, nó bắt đầu đã có cái khả năng nuôi dưỡng rồi. Và nếu mình bước được bước thứ ba mà có hỷ có lạc nữa, thì đến khi mình đi quen rồi thì rất là dễ, không cần cố gắng gì hết, mà bước nào cũng có thảnh thơi, bước nào cũng có an lạc. Đó là cái sự học. Thì mình học cái gì cũng là học hết. Ví dụ học lái xe hay là học đánh tennis thì ban đầu nó cực nhọc là tại vì con đường mòn nó chưa có quen, nhưng mà cứ tiếp tục vài ba ngày thì tự nhiên con đường mòn nó dễ đi hơn, và tự nhiên nó trở thành ra những con đường mòn có sẵn ở trong cái tàng thức này. Tính tàng thức có thể ví dụ như là một cái hard drive được, nó học được. Và khi mà nó nắm vững rồi á, thì tàng thức nó tự làm, ý thức khỏi làm. Ví dụ như anh lấy xe đó, anh suy nghĩ miên man, cái ý thức của anh nghĩ bao nhiêu chuyện, vậy mà anh vẫn lái được. Và cái mà đang lái xe đó không phải là ý thức, nó là tàng thức. Và tàng thức mau lắm, gặp phải những cái trường hợp đặc biệt nó phản ứng rất là mau, đợi kêu gọi ý thức để phản ứng thì hơi trễ. Cho nên các nhà thần kinh học bây giờ họ nói với nhau, họ đồng ý rằng là cái vỏ não của mình á, cái neocortex của mình á, nó là cái cơ sở để làm phát sinh ra ý thức. Là cơ sở để phát sinh ra ý thức. Nó tiêu thụ rất là nhiều. Nó chỉ là 2% của cơ thể, nhưng mà nó tiêu thụ cái năng lượng rất là nhiều. Trong cái tàng thức á, thì nó tiêu thụ rất là ít, mà nó làm việc rất là khá. Đôi khi mình nấu cơm, mình lái xe, mình làm việc toàn là tàng thức nó làm không, ý thức tiêu thụ nhiều mà lại chậm, còn tàng thức tiêu thụ ít mà làm rất là mau. Một bên thì quick mau và không có đặc, không có tiêu thụ gì, không có expensive. Còn bên thì vừa chậm mà vừa expensive. Và trong khi tu cũng vậy, tu mình không phải chỉ tu với cái ý thức. Khi mà thầy dạy cái gì đó, được dạy cái gì đó, thì ý thức nó đem cái đó, nó gieo vào trong tàng. Tàng như là một cái mảnh đất. Và khi mình gieo trồng xuống đó, rồi mình có thể quên, nhưng mà tàng thức nó vẫn tiếp tục, nó làm việc.
Ví dụ như sáng hôm nay mình đi ngoài đường mình thấy một cái anh chàng sao mà quen quá. Mình có cảm tưởng là mình biết tên của anh chàng này rồi. Vậy mà bây giờ mình không có thể nhớ được. Rồi mình đi như vậy mình cứ tìm, cố tìm có thứ. Cái tên nó như thế nào? Tại vì lâu nay mình không có gặp nó. Trong cái kho nhớ của mình á, trong những cái neuron của mình á, nó cất chứa cái tên đó ở đâu đó, nhưng mà mình recall, mình gọi ra không có được. Thành ra mình chịu thua. Mình đi vô ăn cơm, rồi mình đi làm việc này cái nọ, rồi đi ngủ. Sáng mai trong khi đánh răng, tự nhiên cái tên đó nó nhảy bốc ra một cái, nhảy phốc ra một cái, và mình tự nhiên nhớ mà không cố gắng gì hết. Thì đó là công việc của tàn, chứ không phải là công việc của ý. Và cái sự chứng ngộ của người tu cũng vậy. Mình chứng ngộ không hẳn là do ý thức. Tôi hiểu rồi, mà kỳ thực là tàng thức nó nuôi cái đó. Ở trong thiền nó có cái là công án. Công án là một cái vấn đề, là một cái câu hỏi mà thầy trao cho mình. Rồi mình phải đem ý thức, phải đem cái câu hỏi đó mà vùi trong cái mảnh đất của tàng thức, lên non vùi hạt bồ đề. Và cứ mỗi ngày tưới. Và mình phải tin vào đất. Tại một ngày nào đó đất sẽ làm cho cái hạt giống đó nó nảy mọc và nó bắt đầu đâm chồi. Thì cái giác ngộ là vậy. Giác ngộ có thể là nó tới một cách rất là đột ngột. Một bữa nào đó đi vấp một cái, hoặc là nghe cái gì đó tự nhiên bừng tỉnh giác ngộ. Cái đó gọi là đốn ngộ. Đốn ngộ là cái sudden enlightenment. Mà cái sudden enlightenment không phải là của ý thức nó đem tới, mà chính là của tàng thức đem tới. Cho nên khi mà mình tu, mình phải biết sử dụng tàng thức. Ý thức là người làm vườn, mà tàng thức là khu vườn. Tàng thức nó dựa trên chánh báo và y báo. Chỗ tựa của tàng thức là trên chánh báo và y báo. Và ý thức này nó dựa vào tàng thức và nó dựa vào y báo. Tại vì trong cái con người nó có cái bộ não. Trong bộ não đó nó có hàng trăm tỷ, 100 tỷ neuron. Và nó có một cái hệ thống thần kinh. Và ý thức này trước hết nó dựa vào tàng thức, nó từ tàng thức mà đi ra. Nhưng mà nó cũng như là tàng thức, nó phải dựa vào nơi chánh báo và nơi y báo. Trước hết nó dựa vào cái não bộ. Và ngày xưa đó, khi mà các tổ bắt đầu dạy về duy biểu á, thì lúc đó cái sinh học á, cái biology đó, nó chưa có phát triển. Và bây giờ đây sinh học phát triển rất là lớn, rất là nhiều. Thành thử ra các học giả, những người tu bây giờ phải biết lợi dụng cái kiến thức của sinh học để mà hiểu thêm về ý thức và về tàng thức. Thì nên sau này các thầy, các sư cô phải dạy cho các sư em về sinh học, phải học về những cái hệ thống thần kinh trung ương, hệ thống thần kinh ngoại biên, cái sự vận hành của các neuron, các phần ở trong não bộ, cái đó là các em phải học. Tại vì nếu mà nó học, nó biết rồi thì cái thấy của nó về di biểu nó sẽ rõ ràng hơn.
Ở trong kinh luận thì nói là ý thức dựa vào tầng thức và dựa vào một cái thức khác, tức là thức thứ bảy, tức là mạt na, tức là thức mạt na thường thường chúng ta gọi là thức thứ bảy, và ý thức gọi là thức thứ sáu, và tàng thức gọi là thức thứ tám, và năm thức cảm giác là thứ nhất, 1, 2, 3, 4, 5. Năm thức cảm giác, thức thứ sáu, thức thứ bảy mạt na, và thức thứ tám Alaya. Thì nếu tàng thức nó dựa trên y báo và chánh báo, thì ý thức nó dựa trên mạt na và trên tàng thức, đồng thời nó cũng dựa vào cái não bộ thần kinh. Không có não bộ thần kinh thì không có ý thức được, rõ ràng như vậy. Cho nên những kiến thức của mình về não bộ và về hệ thống thần kinh phải có tạm đủ để mình có thể hiểu được cái sự vận hành của ý thức. Thứ năm này mình sẽ học tiếp.